Enterprise Rent-A-Car, công ty cho thuê xe của Mỹ với doanh thu 22 tỷ đô la một năm đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Và Việt Nam chính là thị trường đầu tiên ở châu Á của Enterprise Rent-A-Car sau khi phát triển ở 85 nước Âu Mỹ. Enterprise Rent-A-Car và MP Executives, đơn vị trực thuộc công ty MP Logistics, đã chính thức ra mắt dịch vụ cho thuê xe tại Việt Nam. Đối tượng khách hàng của hãng là các doanh nghiệp đa quốc gia hoạt động ở thị trường Việt Nam. Trước đó, MP Executives đã vận hành mô hình tương tự nhưng với quy mô nhỏ, 80% doanh thu đến từ đối tượng là các doanh nghiệp, 20% còn lại đến từ khách thuê là khách hàng cá nhân nhưng bắt buộc phải có tài xế đi kèm. Trong thời gian tới, MP Executives và Enterprise Rent-A-Car sẽ cân nhắc về mô hình khách hàng cá nhân thuê mà không kèm tài xế, đồng thời cho phép khách hàng đặt hàng thuê xe thông qua ứng dụng điện thoại và website với mức giá được công bố rõ ràng. Ông Cường Đặng, Tổng Giám đốc Enterprise Rent-A-Car tại Việt Nam cho biết, trước mắt công ty này sẽ tập trung ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Quý 1 năm 2019 sẽ mở rộng ra ở Hà Nội và Đà Nẵng. Hiện Enterprise Rent-A-Car có 300 xe sẵn sàng hoạt động và thuộc sở hữu 100% của doanh nghiệp này. Hầu hết là xe trung và cao cấp như Toyota Fortuner, Isuzu MU-X, Ford Transit v.v. với mức giá thuê từ 900.000 đồng một ngày trở lên.